Nguyên Lăng, hay còn gọi là Đồng Hy Lăng, là lăng mộ của vua Trần Nghệ Tông. Lăng tọa lạc trên một khu đồi thấp, xung quanh bao bọc bởi núi non trùng điệp thuộc khu vực Khe Nghệ, xóm Bãi Đá, thôn Bãi Dài, xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Cùng với các di tích nhà Trần khác, lăng Đồng Hy được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt năm 2013. Vua Trần Nghệ Tông sinh năm 1321, mất năm 1394, là vị vua đời thứ 8 triều nhà Trần. Vua tên Húy là Trần Phủ, là con thứ 3 của Thượng Hoàng Minh Tông. Ông sinh tháng 12 năm 1321. Trước khi làm vua, ông được phong tước cung định vương. Khi Dương Nhật Lễ tiếm ngôi, ông đứng đầu các thân vương triều thần, cầm quân về Thăng Long, giành lại ngôi báu năm 1370 và lên làm vua. Ông ở ngôi được 3 năm, khoảng năm 1370 đến năm 1372, sau đó nhường ngôi cho em là Trần Kính, tức vua Trần Duệ Tông, và lên làm Thái Thượng Hoàng 21 năm. Ngày 15 tháng 12 năm 1394, ông mất, thọ 74 tuổi và được táng vào Nguyên Lăng ở An Sinh, Đông Triều. Sử cũ đánh giá vua là người có tính tình hòa nhã nhưng dẹp yên được loạn nước bên trong, khôi phục sự cơ đồ sự nghiệp tổ tông. Song cương nghị quyết đoán không đủ trí, lên bên ngoài giặc nhòm ngó, bên trong loạn nước không yên, xã tắc suy mòn, dẫn đến nhà Trần suy vong sau này. Cũng như các lăng tẩm, điện miếu thờ khác ở đất An Sinh, Đông Triều, trải qua thời gian chiến tranh, Nguyên Lăng nay chỉ còn lại phế tích. Năm 2012, qua cuộc khai quật khảo cổ đã cho thấy, Nguyên Lăng mặc dù được táng tại An Sinh ngay sau khi vua mất, nhưng lăng mộ có quy mô khá nhỏ, kiến trúc đơn giản so với các lăng mộ vua Trần tại An Sinh, Đông Triều. Lăng chỉ còn phần chính tẩm với mặt bằng hình vuông, mái lập ngói mũi sen, các họa tiết, hoa văn trang trí, kiến trúc, hệ thống chân tảng không được tìm thấy. Đến thời Nguyễn năm 1840, vua Minh Mạng cho lập bia đá ghi dấu vị trí lăng mộ. Đến nay, đế bia vẫn còn nhưng bia đá đã bị vỡ hoàn toàn.